xin chào quý cô bác anh chị chào các bạn hôm nay thảo dược người Giao xin uh, gửi đến uh, các bạn xin chia sẻ đến các bạn uh, một số uh, những cái vị thuốc uh, trong cái uh, bài thuốc tắm uh, hỗ trợ điều trị cái bệnh uh, đau nhức xương khớp của đồng bào người Giao ở trên tôi uh, nó đến uh, người Giao thì có nhiều loại, nhiều loại dao. Và mỗi một vùng miền, người dao ở mỗi một địa phương thì lại có một cái bài thuốc tắm riêng. À, đồng thời trong cái bài thuốc tắm thì chia ra làm nhiều loại. Cái thứ nhất là, có thể kể đến là bài thuốc tắm à, hỗ trợ điều trị cái bệnh à, đau nhức xương khớp mà tôi đang giới thiệu. Cái thứ hai là bài thuốc tắm à, hỗ trợ cho... Um, bà đẻ à, chị em phụ nữ sau sinh à, bị mất máu à, khá nhiều Đấy thì cũng có một cái bài thuốc còn cái thứ ba nữa là những cái trường hợp mà bị suy à, nhược cơ thể và bị mất ngủ thì cũng có một cái bài thuốc riêng à, tuy nhiên thì trong cái à, bài thuốc thành phần thì nó cũng gần tương đương nhau có những cái À, vị thuốc nó có thể là à, khác nhau tùy vào những cái à, yêu cầu cụ thể và những cái điều kiện ví dụ như là bệnh xương khớp thì chúng ta gia à, giảm bệnh xương khớp này bệnh à, bạch tắm sau sinh thì chúng ta có thể gia giảm thêm một số cái vị khác à, còn bây giờ thì tôi sẽ cho các bạn à, xem à, một chút giới thiệu cho bạn một chút về cái à, những cái thành phần ở trong cái vị thuốc À, trong cái bài thuốc tắm này bài thuốc tắm của người đồng bào dân tộc giao trên tôi thì gồm có hơn 20 vị các bạn nhé cái thứ nhất à, các bác có thể à, nhìn thấy đây là cái vị thuốc à, hoàng liên ozo nó có màu vàng vâng cái um, vị này thì chủ trị của nó là điều trị à, bệnh gan rất là tốt vâng điều trị bệnh gan rất tốt ngoài ra thì nó còn điều trị à, bệnh đau nhức xương khớp và đây là một loại còn cái thứ hai nữa đây à, chính là cây à, à, lá quế các bác nhé vâng lá quế trong à, y học cổ truyền trong đông y người ta gọi là quế chi tức là những cái cành à, à, quế nhỏ vâng nó có tính ấm và nó có tác dụng hỗ trợ điều trị à, lưu thông à, À, mạch máu à, lưu thông khí huyết ấy. À, hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp rất tốt vâng à, xin lỗi các bạn là vừa nãy à, tôi cũng à, hơi bận rộn một chút nên là tôi đã bam hết ở đây thì có rất là nhiều thành phần đây là một cái à, à, loại cây gai đây các bác có thể nhìn thấy đây có gai đây vâng cái này thì tiếng phổ thông tôi không biết gọi cái này gì à, còn tiếng địa phương ở trên tôi ấy thì chúng tôi gọi là gìm chuối vâng cây này thì nó có tác dụng là thanh nhiệt cơ thể và những cái trường hôm mà trời nắng nóng ấy thì chúng ta có thể đun cây này mà uống vâng trị đau bụng bị à, bị bệnh tiêu chảy này đấy, bệnh xương khớp chúng ta sử dụng cái này nhé cầm máu vâng dùng cái này rất tốt để dìm chuối ngoài ra thì ở đây còn có uh, ví dụ như đây cái um, thành phần này cái vị này là cái vị uh, gọi là đìa rán các bác nha. đấy đìa rán cây này là thanh phong hoa thưa và hôm nay là lần đầu tiên tôi bí mật cho bác là cây này là thanh phong hoa thưa và tiếng địa phương chúng tôi gọi là địa rán mình dịch theo nghĩa đen ra là thuốc tan ấy những cái trường tất cả hầu hết những cái bệnh những cái bài thuốc của người đồng bào dân tộc Giao trên tôi thì đều sử dụng cái vị thuốc này vâng thuốc tan bệnh đau nhức xương khớp bệnh dạ dày bệnh gan Đấy, nói chung là nó hầu hết là có cái thành phần địa gián này các bác nhé à, tiếp tục đây tôi sẽ cho các bác à, một loại cây nữa nó điều trị là nó hỗ trợ điều trị cái bệnh đau nhức xương khớp mà không thể thiếu được đây à, đây các bác này vâng cây này thì nếu mà để mà sắp uống ấy, thì chúng ta nên sử dụng cái cây nó già, vâng, cây già. còn để mà đun tắm thì chúng ta sử dụng cây non cũng được, vâng. cây này chính là cái cây gắm, vâng, cây gắm các bạn nhé. đây là à, cây gắm đen, vâng, gắm đen đây. vâng, nó là một cái vị mà hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp ra tốt. Và hôm nay là à, một cái ngày đẹp trời được à, sự ủng hộ của nhiều à, anh em dưới miền Trung và muốn à, tôi à, gửi cho à, những cái thang thuốc tắm để hỗ trợ điều trị cái bệnh à, xương khớp. Cho nên là tôi à, ghi hình lại một số cái thành phần và cho các bác xem tiếp tục đây đây là một cái uh, uh, vị thuốc nữa nhìn sơ qua thì nhiều bác ở dưới miền xuôi ấy, uh, có thể thấy nó gần giống với cái lại cái loại cây khổ sâm các bác nhá còn ở trên này là uh, chúng tôi sử dụng cái uh, cái cây uh, nhót rừng vâng cây nhót rừng các bác nhé cây nhót rừng cũng là một cái thành phần nó không thể thiếu cho cái bài thuốc này ngoài ra thì đây lá này là lá của cây ốc chó này các bác này vâng lá của cây ốc chó nó rất là tốt đối với sức khỏe của chúng ta à, uh, những bác nào bị uh, mất ngủ này bị à, uh, À, suy nhược cơ thể này. Chúng ta dùng những cái cây này để mà tắm. Ngoài ra thì còn có rất là nhiều nữa, còn có một cái loại cây mà ngày hôm trước tôi đã giới thiệu cho bác là cái cây à, ba chạc đấy. Cái cây mà ở trên tôi gọi là cây San Sai. Vâng, cây đấy là cây dùng điều trị à, những cái trường hợp bị xương khớp À, chị em phụ nữ sau sinh à, sức khỏe còn yếu này, với lại những cái trường hợp mà bị tắc sữa thì chúng ta lấy cái cây ba chặt đấy chúng ta sắc uống nó cũng rất là tốt. Vâng, ngoài ra thì nó còn rất là nhiều, uh, rất là nhiều những cái vị thuốc ở đây thì tôi uh, không thể nào mà tôi kể hết được và có một số những cái vị uh, không có tiếng phổ thông và chỉ có tiếng địa phương thôi đây đây là cái lá của cái cây uh, dìm chuối vừa rồi tôi giới thiệu cho các bác đấy vâng rồi các bác có nhu cầu về uh, thuốc tắm thứ nhất là tắm uh, sau sinh này thứ hai tắm uh, uh, hỗ trợ về bệnh xương khớp này thì các bác có thể uh, vui lòng uh, liên hệ với thảo dược người giao và các bác uh, có nhu cầu xem những cái clip uh, về những cái cây thuốc ở trên vùng cao những cây thuốc mà người đồng bào dân tộc giao chúng tôi hay dùng hay sử dụng. Và những cái bài thuốc hay thì các bác vui lòng uh, uh, liên hệ cái kênh uh, thảo dược người giao. Các bác ấn vào đăng ký. Hiện tại thì có gần 30.000 người đã theo dõi cái kênh uh, thảo dược người giao của tôi. Vâng hy vọng đây là những cái thông tin hữu ích để cho các bác uh, ở chỗ bác nào gần rừng ấy, các bác có thể tìm những cây thuốc này, các bác kết hợp lại uh, băm ra, xong là đun nước tắm nó rất tốt. Uh, tôi xin uh, nói lại những cái trường hợp mà bị đau nhức xương khớp ấy thì chúng ta có thể uh, đun tắm uh, cách ngày tắm liên tục một tuần. Vâng, thì nó sẽ giảm cái triệu chứng đau nhức xương khớp. Còn đối với lại chị em phụ nữ sau sinh ấy, thì ở trên đồng bào trên tôi hai quan niệm là phải à, mình đun thì à, một à, liệu trình ấy sử dụng trong thời gian khoảng một tháng và đun khoảng à, năm lần. Vâng, mỗi lần thì chúng ta lại có thể à, đun lại. Từ 2 đến 3 lần vâng, để cho nó hết cái dưỡng tính của thuốc đi đấy chính là cái uh, uh, công dụng mà tôi muốn giới thiệu cho các bác về cái bài thuốc tắm uh, cho tất cả các bác đều được biết Vâng cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi cái clip này nếu bác thấy hay thì đừng quên để lại cho tôi một like uh, một chia sẻ và một lượt đăng ký kênh thảo dược người giao nữa tôi sẽ để loại link ở dưới này cho bác nào chưa có dịp ghé thăm để các bác biết và tìm hiểu thêm về những loại thảo dược ở trên vùng cao cũng như là thảo dược người giao xin cảm ơn các bác rất nhiều xin chào.